11 điều phải tránh khi uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành là thức uống bổ dưỡng và lành mạnh cho cơ thể con người. Tuy nhiên, uống sữa đậu nành không đúng cách có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. 1. Không được uống sữa đậu nành chưa đun sôi kỹ. Trong sữa đậu nành có chứa chất ức chế men trisim, saponin và một số chất không có lợi khác. Nên nếu uống sữa đậu nành sống hoặc không được đun sôi kỹ sẽ gây buồn nôn, nôn, đau bụng đi ngoài, thậm chí ngộ độc. 2. Không nên đánh trứng với sữa đậu nành. Nhiều người cho rằng đánh trứng vào sữa đậu nành hoặc uống sữa đậu nành với trứng có thể tăng thêm chất dinh dưỡng. Thực tế hoàn toàn trái ngược, vì lòng trắng trứng kết hợp với men trypsin trong sữa đậu nành tạo thành hợp chất kết tủa, khiến cơ thể khó hấp thu. Hơn nữa, nó còn làm mất đi những chất dinh dưỡng của trứng và sữa đậu nành. 3. Không nên dùng đường đỏ pha với sữa đậu nành. Trong đường đỏ có chứa nhiều axit hữu cơ như axit lactic, axit acetic có tác dụng kết hợp với các chất protein, canxi tạo ra các hợp chất biến chất, làm mất đi các chất dinh dưỡng của sữa đậu nành, đồng thời ảnh hưởng đến sự hấp thu và tiêu hóa của cơ thể. 4. Không uống sữa đậu nành mà không ăn kèm chế phẩm tinh bột. Nếu chỉ uống sữa đậu nành không, thì các dưỡng chất trong sữa đậu nành khi vào cơ thể đều chuyển hóa thành nhiệt lượng mà tiêu thụ mất, do đó không còn tác dụng bổ nữa. Vì vậy, khi uống sữa đậu nành nên ăn thêm một số điểm tâm như bánh ngọt, bánh mì, bánh bao hay các sản phẩm chế phẩm của tinh bột. Tinh bột có tác dụng làm dịch vị được tiết ra, khiến các dưỡng chất trong sữa đậu nành được tiêu hóa, hấp thu hoàn toàn. 5. Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành một lúc. Đối với người lớn, một lần không nên uống quá 500ml. Nếu uống quá nhiều dễ dẫn đến đau bụng, đi ngoài do các dưỡng chất trong sữa đậu nành không được hấp thu hết, ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa. 6. Không uống thuốc cùng với sữa đậu nành. Một số loại thuốc, đặc biệt các thuốc kháng sinh như tetracycline, erythromycin có tác dụng phân hủy chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành. 7. Không nên đựng sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt. Vi khuẩn rất dễ sinh trưởng, phát triển trong sữa đậu nành ở nhiệt độ ấm. Sau 3 đến 4 giờ sữa đậu nành sẽ bị biến chất và không thể sử dụng được nữa. 8. Không phải ai cũng có thể hấp thu tốt sữa đậu nành. Theo y học cổ truyền, đậu nành có tính thiên hàn, hoạt lợi. Vì vậy, những người tỳ vị hư hàn sau ăn hay đầy bụng, trứng hơi, ợ chua, dễ bị đi ngoài. Người có triệu chứng thận hư, di tính, tiểu đêm nhiều đều không hợp dùng, dễ làm cho các triệu chứng trên nặng thêm. Không nên dùng sữa đậu nành thay thế sữa cho con bú. Mặc dù hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành cao, nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu phát triển của trẻ. 10. Không uống sữa đậu nành khi đói. Nếu uống sữa đậu nành khi đói, hầu hết các protein sẽ thay đổi thành nhiệt và sẽ được hấp thu trong cơ thể, sẽ không có phát huy tác dụng thuốc bổ. Nên ăn một số loại thực phẩm giàu tinh bột khi uống sữa, chẳng hạn như bánh mì, bánh ngọt, bánh mì hấp. Do đó, dưới tác động của tinh bột, protein hoàn toàn có thể phản ứng với dịch dạ dày và làm cho các chất dinh dưỡng được hấp thụ hoàn toàn bởi cơ thể. 11. Không nên dùng quá nhiều sữa đậu nành trong ngày. Bởi cơ thể phải tiêu hóa protein quá mức, gây ra các triệu chứng như chướng bụng đi ngoài. Trong trường hợp bị nhức đầu, tắc nghẽn đường hô hấp và các triệu chứng khác sau khi uống sữa đậu nành, ngay lập tức phải đi khám và tư vấn bác sĩ để được điều trị kịp thời.